Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách pha cà phê hiện tại của mình. Cái này là tùy mọi người uống đậm hay nhạt thì mình bỏ cà phê nhiều hay ít nha. Mình thì uống hơi đậm nên sẽ bỏ tầm khoảng 3 muỗng rưỡi, 3 đến 4 muỗng. Rồi nha. Thì khi bỏ cà phê vào phin thì mình sẽ lắc đều đi, lắc cho nó đều cà phê. Xong rồi mình sẽ để cái nắp lại, không có đè xuống nha các bạn. Rồi đây là cái công thức gia truyền này. Mình sẽ bỏ thứ này vào này. Này là không phải ai cũng biết nha. What the hell? Thực ra đây là muối thôi nha các bạn. Muối nha. Cho một chút muối vào thì sẽ tăng độ đậm cho cà phê nhé các bạn. Xong rồi mình sẽ rải phía trên thêm khoảng một muỗng đi. Đây, bước này là bước quan trọng nha các bạn. Mình sẽ đổ nước sôi vào cái nắp. Đặt cái phin cà phê lên trên nhé. Cho cà phê nó hút từ dưới lên nha các bạn. Rồi lắc một chút nước ở từ phía trên xuống. Mình sẽ chờ tầm khoảng 3 đến 5 phút cho cà phê nó nở đều nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chuẩn bị để đổ nước vào nha các bạn. Nước thì mình nên xài nước tầm khoảng 85 đến 90 độ thôi, mình để cho nó nguội một xíu. Các bạn mà xài cái nước mà nóng 100 độ thì nó cà phê sẽ có cái vị khét hơn. Nên tầm khoảng 90 độ là vừa, mình để cho nguội một chút. Rồi xong nha các bạn, giờ mình sẽ chờ thôi, chờ và thưởng thức cà phê. Đây, ly cà phê mình xong rồi nha. Đây, mình sẽ uống cà phê sữa đi.